mình đi thẳng đây, mình quẹo phía bên tay trái vô chánh điện. Nhanh lên bà con ơi. Nam mô Hòa Sư Di Lặc Thế, Nam mô Di Lặc Tôn Phật, Nam mô Di Lặc Tôn Phật. Con tên gì? Quê quán ở đâu? Xin Đức Di Lặc quan hỷ phò hộ độ cho con được mạnh gân, mạnh cốt, mạnh giỏi, được phụng ngũ tạng, được đề quê. Cho có những sức khỏe được mạnh lành, bình an luôn luôn được quan hỷ, nhà cửa trên thuận dưới hòa, nhà nhà được an vui. Phật Di Lặc là xin tứ hỷ, à, không xin tài xin lộc nha, xin sao được trong nhà trong cửa trên thần dưới hòa cái vui tè tè cười tối ngày. Nhà mà trên thần dưới hòa vui vẻ suốt là hạnh phúc, hơn chữ giàu nữa. Nói mình cộng thêm cái giàu nữa. Nào cũng có túi hỷ hết, lấy cái túi hỷ đó về là nhà trong trong bụng lúc nào cũng vui. Cái gì chứ đánh ai vậy? Chị nói gì? Thì em đọc chung vô cái gì là chắp tay đó, rồi cái chỉ việc xưng tên thôi. Ở xưng tên, xưng đổi quê quán ở đâu đó. Dạ. Không có chữ nộ, không chỉ có chữ hỷ thôi. Rồi đi qua phía bên đây. Không, ta không cho leo trèo đó, ta chỉ có cấm leo đó, thấy không? Đừng phát cãi đó, tao cởi với tao có leo nha. Bò tót. Dạ. Bò tót. Bò cổ. Hahaha.
bà chơi thứ dữ không? Hôm nay là ngày vui vẻ, hoan hỷ. Cả đoàn vui vẻ, năm mới là mang phát tài từ đầu năm tới cuối năm luôn. Rồi quá đã luôn. Thổ Long Thần thì hầu cho chú tại thần Long Thần Thổ Thần Thần Tài Thổ Địa ở tại Bào Mướp. Con tên gì, quê quán ở đâu? Nguyện xin Thần Tài Thổ Địa cho con hước cái lộc về làm ăn, mình làm ăn ngành gì đó mình xin. Mọi sự bên phát tài, làm ăn buôn bán đắt hàng đông khách. Nhà vườn thì trúng mùa đắc vụ, có tài có lộc. Trong năm nhâm dần thâu tiền và thâu của vô cho nhiều. Hai bà đó đứng đó làm gì? Không cần tiền hả? Người ta lại xin thì tự nhiên hả? Người ta xin đây mà. Xin ở đây, xin thằng Tài ở đây. Rồi tôi nói không thèm đếm xỉa tới rồi thôi, bà vậy. Rồi lát mình xin về bao nhiêu lấy được lượng lấy tiền của người ta thôi. Bà về bỏ túi làm hên. Bà không làm vườn hả? Không làm ruộng hả? Nói câu nữa quýnh à. Tại nói là xin là bỏ cho túi mình đem về mà tự nhiên để đâu rồi? Tiền mà để đâu rồi? Không, nghe nhóm không biết để đâu đưa cho em. Đó, để trên nè, để trên nè. Để cái nè. Nói mà không nghe mà cứ để đâu hoài. Bỏ trong túi tiền mình đó, hoặc là có tủ tiền bỏ vô. Giờ mặt còn hay hơn nữa, có vụ mua bánh bò nữa. Đừng mua bánh bò, bà mua bánh tiêu nha. Mua bánh nào mà bánh còn á. Đó mua vàng á. Thằng Tài Thổ Địa dữ, nay chắc còn gần cây mốt à. Cứ ai bỏ nhiều nhớ thì để từ lớn từ nhỏ, bỏ từ nhỏ lấy từ lớn người ta mít lòng nha. Là phải sinh lập mà. Rồi ai bỏ tờ ai cúng giường thì bỏ trong thùng. À, chị muốn để gì chị để. Cái đó tâm mình mà. Tâm tưởng sự thành. Ai buôn bán thì cầu xin được dứt bổn vạn lợi. Một đồng té được 10 đồng. Té được vạn đồng. Dư ra. Nãy đứng xin thì tôi khấn chung cho nguyên ấy mà cứ thắc mắc hoài, rồi xong bây giờ quay lại hỏi nữa. Đó, nhưng mà mình đi thì mình cứ xin thứ nhất là sức khỏe được mạnh lành bình an, thứ hai là làm ăn được, cho con cháu mạnh khỏe, con gái làm ăn được. Đây gọi là thủy duyên Bào Mướp.
năm nay được gì. Xin. Nhưng mà nhớ hả mấy nhớ nhớ nha. Ừ, cẩn thận đó. Thì cứ con cái nó làm ăn được thì nó cho tiền bỏ túi để mình đi chùa hoặc đi chơi gì đó. Thì đi chơi thì đừng quên xin tài xin lộc cho con mình làm ăn được. Đó là cái duyên mối nó xoay chuyển. Nó là cầu bình an. Đây nè, đây nè. Gì vậy? Đây, ai muốn rửa mặt thì qua đây. Đi vòng qua đó đi rồi lại đây rửa mặt. Rửa mặt cho sáng sủa lên. Đó. Cho tươi tắn lên, hồng hào lên. Đây. Lọc đứt cái khẩu trang ra đi rồi rửa, chứ đừng kéo kéo xuống càm mà nó ướt lát kéo lên nó dơ lắm. Rồi xong rồi mình la mình đeo lại cho nó nguyên. Rồi mình ra cho Quan Âm Nam Hải. Đây. Gà đó. Tưởng là thể trúng đạn. Quẹo lên tay phải, quẹo tay phải. Lễ Phật. Rồi lại phía trước lại Phật rồi đi vòng quanh đó mình đi ra luôn. Lại Phật chưa? Đứng đó mê cá. Đi vòng cá kia. Ai kiếm ai? Thank you.
rồi đi đó qua đường. Cái ngọc cửa. Rồi. Ừ, cái ngọc cửa. Thật là nhỏ vậy mà. Cái đó mày đai hả? Ờ, mà màu đen. Không mày đai á. Cẩn thận nghe bật thêm nha. Hai. Ủa, à, có đây rồi thấy hết rồi à. Mà là để có gì hướng dẫn cho cái kênh mới nữa, kênh kia nó nâng cấp của em đi rồi. Chửi quá trời, chửi luôn. Đây là mặt nước, gọi là mặt nước Cam Lồ của Quan Âm Bồ Tát. Quý vị bà con Phật tử đặt niềm tin đến đây, rửa mặt cho sáng, cho sạch, cho mạnh khỏe, cho tươi trẻ. Chẳng hạn như là bị ám hay bị quở gì đó, rửa cho trôi luôn, cho sạch đó. Những người tuổi xấu thì nguyện xin luôn, rửa cho nó mặt mày sáng láng lên. Đau đầu nhức mắt gì đó, vuốt đầu luôn cho nó trôi hết. Cho vậy hả, cho mạnh khỏe lên, mạnh lành an khang, tiêu từ bệnh tật, những ma chướng nghiệp chướng, nhiều những quan nghiệp đó giải hết, cho được huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệt, lục căn thanh tịnh. Đâu có. Nam mô tiếp. Rồi tôi mới túi điện mình nha. Ủa, cái bình quá ha. Rồi, chú ba cho đắp mình nha. Rồi. Ta cái nạn này nè. Dây mệt. Nó hỏi mà mình trả lời không đi là nó hợp, nó mắng mình không à. Nghe
Nấm hổ về thổi vàng nha, ngon lành. Bằng chai này có bộ xương tụ dưới ta nha. Cùng ly, cùng ly, cùng cùng ly, cùng ly. Ủa sao sổ đó ra, không sổ canh ra. Món chai mà gọi là thập cẩm nè, ngon ha, ngon ha. Bởi vậy khôn đồ ăn chay. Chặt quá. Ăn chay là khôn còn nữa. Thầy cũng nói khôn lắm mới ăn chay. Ăn chay nó không có xương, dễ nhai, dễ nuốt. Mà thứ hai nữa là không có tội. Nhưng mà làm gì chuyện đó đến sao nha.
bị lỡ khẩu trang ra. Trời ơi, một lát về khẩu trang của tôi nên có mùi ngộ ngộ hả? Khẩu trang tôi có mùi ngộ ngộ. Cha, em bé này kham hết không? Ờ, quên vậy đó. Ủa, cần gì cắt nguyên cái đùi ta kê, ta đâu có ngay đâu, ta kê nên ta rồi, rồi. Ủa, cơm này Năm có ăn rồi mà phải không? Ừ. Đợt trước như là nhai nguyên cái đùi là không cần nhai phải không? Không cắt ra hả? Rồi rồi. Món này được không? Món được hay chưa? Dạ. À, không đi đi trả chiều đó gọi như cũ. Là chú xuống gần sau cùng. Gần sau cùng. Chị đó tên ngã ba mà bà xuống cho chót. Đây là quang cảnh ở Thiên Sơn núi Cấm. Đi đi nè, đi nè, đi nè. Đi 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 đi. Rồi đi lên lên lên. Rồi rút cuộc là mình còn mấy người? 2 4 6 người. 7 người. Lập nón xuống nghe. Lập nón xuống nghe. Để đây nè, để đây lát nhớ ra lấy. Bỏ đâu, bỏ đâu được. Cái gì? Ờ, cái đó để ra đại luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.